khăn gió ấm. Sao cứ đi đi lại lại thế hả bà cụ non? Mẹ nói hôm nay chị hai về mà, sao mãi chẳng thấy chị về thế? Chắc chị còn bận việc, lát nữa chị về, con cứ ngồi xuống đây với mẹ. Lát là bao giờ ạ? À? Mẹ ơi, Út ơi, con về rồi ạ. À? Chị hai về rồi. Chị hai về có mua quà cho em không? Có chứ, không mua quà cho Út thì mua cho ai nè? Đây, bim bim của Út đây. Á, à, sao lại là bim bim? Sao thế? Mỗi khi Út thích ăn bim bim lắm mà. Chị hai hứa mua cho em chiếc khăn len ở trên chợ huyện mà. Chị quên rồi hả? Ờ, chị hai không quên. Chị hai nhớ chứ. Thế sao chị không mua? Lần nào về chị hai cũng nói nhớ, mà chẳng mua gì cả. Ờ, thì... Kìa Út, chị hai nói mua là sẽ mua mà, con đừng giục chị. Tháng sau sinh nhật Út, nhất định chị sẽ mua cho Út, chắc chắn đó. Chị nhớ nha. Ừ, chị hứa. Con làm thuê trên tỉnh, tháng được bao nhiêu đồng đâu, mà bày đặt hứa mua cho nó thứ đắt tiền làm gì, để tháng nào về nó cũng nhắc vậy con. Tháng tới lĩnh lương là con dành đủ tiền mua cho em rồi, mẹ đừng lo. Thôi con vào tắm rửa xong, phụ mẹ nấu cơm nha. Thích quá đi mất, hoan hô chị hai. Nhất Út rồi nhé, cảm ơn chị hai đi. Cảm ơn chị hai, em yêu chị hai nhất. Yêu chị hai nhất, thế mẹ thứ mấy? Con yêu cả mẹ, cả chị hai nhất luôn. Đường thành phố đúng là đông như kiến. Nếu không vì lên thăm con Út á, thì mẹ chắc chả bao giờ đặt chân lên đây đâu. Em nói giỏi mới mua được nhà trên phố chứ, mẹ phải mừng mới phải. Mà chẳng mấy khi mẹ lên chơi, chắc em nó mừng lắm. Ờ, hôm nay lại đúng sinh nhật nó nữa. Mẹ mang nhiều đồ quê lên lắm, tha hồ mà ăn uống. Con hỏi em nó thích quà gì mà nó không nói. Kêu trên này thứ gì cũng có rồi. Nhưng con đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho nó mẹ ơi. Đảm bảo nó sẽ rất bất ngờ và thích cho mà xem. Ừ, mẹ biết con tặng em quà gì rồi. Sao mẹ biết ạ? À? Cả tuần nay con cứ hì hục đan lát, ai mà không biết. Mẹ tin Út nó sẽ xúc động lắm. Mình đi thôi mẹ. Ừ. Mẹ với chị hai lên chơi, sao không điện thoại cho con ra đón? Mà con đã bảo trên này thứ gì cũng có. Mẹ mang đồ quê lên làm gì cho cực? Mẹ nói cây nhà lá vườn nên an toàn lắm. Lại toàn những thứ em thích. Em ráng mà ăn cho hết nha. Ăn hết chỗ này thì mập lắm. Chà bố cô, người thì như dây leo thế này mà còn sợ mập hả? Mà càng mập lên thì đẹp chứ sao con? Tặng sinh nhật em nè. Quá, còn cả quà nữa à? Cảm ơn chị hai. Trời, chị hai ơi. Sao thế Út? Cái khăn này lỗi mốt lắm rồi. Giờ còn ai quàng cái màu quê mùa này nữa chị hai? Chỉ phù hợp với mấy bà ở huyện thôi à. Mà đường đan sao lởm khởm thế này, ẩu thế mà cũng bán được. Chị hai mua nhầm đồ dởm rồi. Em đã nói rồi, trên này cái gì cũng có. Chị hai mua làm gì cho mất công? Kìa Út. Đúng thế mà mẹ. Ở công ty con bây giờ, các chị em họ choàng khăn lụa, khăn nhập ngoại. Chứ còn... Út. Ừ. Thế để chị đem về cho mấy đứa trẻ ở nhà quàng cho ấm. À, để chị đem thức ăn cất vào tủ lạnh kẻo hỏng hết. Còn thật là, chiếc khăn đó không phải chị hai mua mà là nó tự đan đó. Tự đan à? Sao tự nhiên chị hai lại... Không phải tự nhiên đâu. Con không nhớ gì à? Con thử nhìn kỹ lại xem. Nó có giống chiếc khăn ngày xưa chị đã dành giùm mấy tháng lương để mua cho con không? Hồi đó con đã thích như thế nào hả? Chiếc khăn ngày xưa ư? Chỉ vì muốn con bất ngờ, muốn con được vui mà chị đã bỏ ra cả tuần để đan lại chiếc khăn đó. Chị con biết con không thiếu thứ gì, nên chỉ muốn tặng con món quà tinh thần làm con vui thôi. Vậy mà con... Đúng là đứt giống. Con thật là, chị con chắc đang buồn lắm đó. Mẹ, con vô tâm quá, chắc chị hai giận con lắm.
Chị hai thương con nhất sẽ không giận con đâu. Nhưng có lẽ chị con buồn lắm. Con mau đi xin lỗi chị con đi. Dạ vâng, con ra với chị con đi. Người thông minh nhất đàn, ông hãy nghĩ cách gì đi chứ. Nếu không, chúng tôi sẽ chết cóng cả nút. Chúng tôi sẽ chết cóng cả nút. Lửa, có lửa rồi. Chúng ta sống rồi. Lửa? Lửa ở đâu? Trước tiên, chúng ta cần cỏ rác và củi khô để nhóm lửa lên. Dìu những con sắp chết cóng đến gần ngọn lửa hơn. Này, lũ đuôi dài ngu dốt, đó chỉ là một con đom đóm chứ không phải ngọn lửa. Đừng có phí công phí sức mà thổi bùng nó lên. Dám dạy đời loài khỉ chúng ta biết thế nào là lửa và thế nào không phải là lửa sao? Biến ngay đi. Thủ lĩnh tuyệt vời, thủ lĩnh muôn năm. Tại sao chúng ta hì hục thổi lửa cả đêm mà đống cỏ khô lại không hề cháy tí nào? À, chắc là do trời đêm lạnh quá, lại thêm sương xuống nữa nên chúng không cháy lên được. Nhưng dẫu sao, chúng ta đã qua được một đêm khủng khiếp nhất của mùa đông. Nào anh em, chúng ta hãy di chuyển đến vùng ấm áp hơn. Ở nơi đó, chúng ta sẽ được an toàn. Thấy chưa, tôi đã bảo đó chỉ là một con đom đóm, thế mà còn chất cỏ, chất củi khô vào mà thổi lửa. Đúng là phí công vô ích. Tất nhiên là ta biết. Cái gì? Ông biết mà ông vẫn để cho cả đàn dồn sức thổi lửa suốt đêm thế sao? Nhưng người thấy đây, nhờ có ngọn lửa đom đóm đó mà cả đàn khỉ của ta đã vượt qua được cái lạnh giá của đêm đông. Người nên nhớ, khi đàn khỉ xích lại gần nhau, chúng sẽ tiếp sức và tỏa nhiệt cho nhau để cùng làm ấm cho nhau. Và hơn hết, chúng đã truyền cho nhau niềm hy vọng để vượt qua khó khăn. Hóa ra là như thế. Cho tôi một gói xôi xéo 5.000. Minh đi học đi con, mẹ làm một mình được rồi. Không sao đâu mẹ, để con giúp mẹ. Cổng trường ngay đây rồi, con chạy nhanh ấy mà. Con trai ngoan quá, giúp chị nha. Cảm ơn bác, cháu được cái thích giúp mẹ lắm mà. Con vào lớp đây mẹ ơi, con chào mẹ. Ừ, con đi nhé, học vui nha con. Các bạn ơi, tớ vừa thấy bác bảo vệ nói là sắp được đi tham quan đấy. Đi tham quan á? Ở đâu hả Bình? Tớ cũng không rõ, thấy bác bảo đi một ngày một đêm, tận sáng hôm sau mới về cơ. Thích quá, chắc là vui lắm đây. Lớp mình sẽ cắm trại ngoài trời, xong tối nằm trình sao băng nha. Đúng đấy, còn thi cắm trại giữa các lớp nữa. Mà tớ thấy bảo ở những vùng cao cao, đêm nằm ngắm sao, kiểu gì cũng thấy sao băng đó. Thích ghê,
mình sẽ xin mẹ đi cùng lớp. Cô quá khất tôi đến lần thứ hai rồi đó nha. Chị thư thả cho thêm vài bữa nữa. Mấy hôm nay nắng nóng bán kém quá, giá nếp ngon lại tăng, nên cứ khoản này chồng chéo lên khoản khác. Thôi được rồi, nể tình cô ở nhà tôi cũng lâu rồi, cho cô hoãn đến cuối tháng để nha. Thôi à, tôi về đây. Con về sớm thế? Vẫn như mọi ngày mà mẹ. Ừ, hôm nay đầu óc mẹ như trên mây vậy. Thôi rồi, mẹ chưa nấu cơm trưa nữa, con chờ mẹ một lát nhé, mẹ sẽ nấu xong ngay thôi. Mẹ ơi, không sao đâu mẹ, sáng mẹ còn xôi không? Con ăn xôi cũng được mà. Thôi, sáng con đã ăn xôi rồi mà, ăn xôi suốt nóng ruột lắm, để mẹ đi nấu cơm cho con ăn. Mẹ ơi, xôi mẹ nấu ngon nhất quả đất luôn, ăn mãi không thấy chán. Con trai ngoan của mẹ. Mẹ Minh ơi, ngày mai mẹ Minh bán sớm, cho lớp mua mang đi ăn sáng nha. Ờ, lớp đi đâu thế mẹ Bình? Chị không biết à, mai các con đi tham quan một ngày một đêm ở rừng quốc gia mà. Thế mình không nói gì với chị à? Ờ, thế bây giờ đóng tiền có kịp nữa không vậy mẹ Bình? Chốt xong danh sách xe rồi mà. Ờ, vậy thôi à, tôi đi nha. Lạ thật, sao thằng bé không nói gì với mình nhỉ? Minh à, con đang học đấy à? Vâng ạ, mẹ cần con giúp gì ạ? À, mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Minh này, sao con lại giấu mẹ chuyện đi tham quan thế? Mẹ ơi, phải đóng những 300 ngàn bằng mấy ngày bắn xôi của mẹ. Thà để tiền ấy thêm vào đóng tiền nhà còn hơn. Làm sao con biết chuyện đấy? Minh ơi là Minh, mẹ xoay sở được mà con. Tiền tiết kiệm đấy là để cho con, mẹ nhất quyết không dùng đến, mẹ lo được. Ngày mai các bạn đi tham quan rồi, mẹ không kịp đóng tiền, mẹ xin lỗi Minh nhé. Mẹ ơi, con có ý này, hay bây giờ mẹ con mình đi tham quan đi. Đi tham quan bây giờ ư? Là thế nào, mẹ không hiểu. Mẹ có tấm bạc nào không ạ? Với cả hai cái gậy dài, mẹ chuẩn bị cho con thêm 4 cái cọc và ít dây thừng nhỏ mẹ nhé. Con xuống bếp một lát. Mẹ à, mình sẽ cắm trại ở khoảnh đất trước sân nha. Ờ, cắm trại ư? Nhưng mà... Đi đi mẹ, sẽ vui lắm. Dạ, đẹp đấy con trai. Ở trường dạy dựng trại đấy mẹ ạ. À, không cắm trại với các bạn, cắm trại cùng mẹ cũng được mà. Mẹ nhìn xem, còn có cả thức ăn này, y như đi cắm trại thật luôn ý. Mẹ ăn đi, lát nữa còn ngồi đợi sao băng nữa mẹ ạ. À, sao băng ư? Đêm nào cũng có sao băng à con? Con thấy trên TV, mỗi khi có cảnh một nhóm bạn đi du lịch, cắm trại dã ngoại, thế nào cũng thấy sao băng mẹ ạ. À, mẹ chuẩn bị điều ước đi. Con trai của mẹ, mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, vui tươi, hồn nhiên như bây giờ thôi. Cảm ơn con đã luôn nghĩ cho mẹ, thương mẹ. Mẹ có thấy chòm sao cong cong kia không? Là sao thần nông đấy, trông như một lão nông đang khom lưng ấy. Mình giỏi thật đấy, bây giờ thì mẹ mới biết. Mẹ ơi, đây là chuyến dã ngoại tuyệt vời nhất của con mẹ ạ. À, chỉ cần có mẹ thôi, ở đâu cũng vui hết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.